Xin chào những khán giả thân mến của Ball Luxury Channel. Kỷ niệm 1 năm quan trọng trong lịch sử phát triển của Royal Oak, Audemars Piguet và Carolina Bucci đã tung ra một phiên bản đồng hồ đáng chú ý, hoàn toàn khác biệt nhưng vẫn giữ lại vẻ đẹp tinh túy của Royal Oak. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với chiếc đồng hồ này nhé. Đây là một chiếc đồng hồ có màu đen tuyền bởi sở hữu vỏ gốm ở kích thước 34mm. Điểm nhấn trên bộ vỏ đen tuyền là đinh vít hình lục giác vàng hồng được mài nhẵn bóng, đồng bộ với các cọc số chỉ giờ cũng như bộ kim trên mặt số bên trong. Tuy nhiên thì ngôi sao trong thiết kế mới phải gọi tên bộ phận mà số đồng hồ Royal Oak Sewinding Carolina Bucci Limited Edition 34mm. Không bị chỉnh sửa quá nhiều so với nguyên gốc, kể cả trong dịp kỷ niệm 50 năm, Audemars Piguet Royal Oak vẫn giữ sức hút với giới sưu tầm. Nghệ nhân Carolina Bucci đã lựa chọn tấm sapphire 7 sắc cầu vồng có họa tiết khắc lưới, nhìn rất mới lạ, nhưng thực chất là để tôn vinh họa tiết tapestry đặc trưng nhất trên đồng hồ Royal Oak cổ điển. Bên dưới mặt số mang dấu ấn của nữ nghệ nhân Carolina Bucci là một phần riêng đến từ Audemars Piguet. Bộ máy tự động 5800 có Zotto bằng vàng hồng rực rỡ sẽ di chuyển qua lại để tạo ra năng lượng cho cả chiếc đồng hồ vận hành trong vòng 50 giờ. Đây là lần hợp tác thứ 3 giữa nhà thiết kế Carolina Bucci và thương hiệu Audemars Piguet. Mẫu đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Sewinding Carolina Bucci Limited Edition được sản xuất với số lượng giới hạn 300 chiếc ở mức giá 54.200 USD. Không biết bạn cảm thấy như thế nào về phiên bản này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía bên dưới và đừng quên like video cũng như subscribe Ball Luxury Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!